Alo, em nghe nào bà chủ ơi. Dạ, em đang uống nước ép. Dạ, đang uống cam ép. Dạ. À, bây giờ là em đi Kiên Giang chở hải sản về hả? Dạ. À, bây giờ là em chạy cái xe xuống Kiên Giang là chở hải sản phải không? Rồi. Ok, em đi được. Dạ. Vô xưởng lấy xe liền ha. Dạ. Ở nhưng mà lấy cái xe nào vậy bà chủ? À, vậy à. Lựa cái xe nào mà đẹp nhất, mới nhất. À. Rồi. Ok, em vô em thấy cái xe nào mà đẹp nhất, mới nhất phải không? Mạnh mẽ nhất, cứng cáp nhất là em lấy đi. Rồi. Dạ. Đó, bây giờ bà chủ bà kêu mình là đi Kiên Giang, đúng không? Xách cái xe đi Kiên Giang là chở hải sản. Đây, thử coi, để mình vô xưởng thùng coi lấy cái xe nào đây. Wow. Con này rồi, thấy không? Quá đã luôn các bạn ơi. Trời ơi, nhìn là biết con này. Đó, cái con xe vừa hầm hố vừa bể quệ, thấy không? Cứng cáp, lực lưỡng. Đó, đẹp là hết chỗ chê luôn. Bà chủ kêu mình lấy cái con này đi Kiên Giang chở hải sản là chắc cú luôn, thấy không? Chắc chắn 100%. Chắc ăn như bắp luôn. Đó. Trời ơi. Wow. Trời ơi, nguyên con cọp. Chuyến này là em sẽ cởi nguyên con cọp về Kiên Giang để chở hải sản. À, Hino 500 đẳng cấp, à, vẫn là Hino. Good, very good. À, đây, à, các bạn nhìn thấy cái biểu tượng logo Hino, à, nhìn thấy đã con mắt không? À, nó có cái biểu tượng là giống như là hai cái mỏ neo là đâu vào nhau ha, hai mỏ neo đâu đầu vô đó. 500 đó, mình nhìn trực diện về phía trước cái đầu cabin thì mình cảm thấy là rất là hầm hố, đúng không? Hino mà đâu phải giỡn đâu, đẳng cấp. Những cái chất liệu đó, những cái chất liệu trên cái xe Hino thì phải nói rất là xịn sò. Đó. Cái chữ Hino bằng nhôm luôn nè, hợp kim. Cái kính ở phía trước rất là dày. Ha. Cảm giác là khi mà chúng ta sờ vào, chúng ta gõ vô thì cảm giác rất là cứng cáp, mạnh mẽ. Còn Hino FL 3 chân. Đây, gương của thằng Hino là nhìn là phải nói là quan sát rất là rõ nha. Trong các cái dòng xe tải thì xe Hino gương chiếu hậu nhìn rất là rõ, rất là xịn sò. Rồi, chúng ta đi một vòng các bạn ơi. Đây, cái thùng ha, thùng là đông lạnh, đó, thùng là đóng là composite, dùng để là đông lạnh. Cảng nè, thấy không? Cảng là bằng nhôm luôn. Quá đẹp. Đó. Thùng Lambert. À, cái thùng là mình mới đóng luôn ha, mới cáo luôn, trắng tinh, đẹp như là bông bưởi. Nhìn là đã con mắt. À. Đây, là niềm sẽ mở cái cửa hông ra. Sử dụng cái viền nhôm để cập nẹp xung quanh cái viền của cái thùng thì làm tăng thêm cái tính thẩm mỹ và cái độ bền chắc chắn. Cái sàn này là được phủ một cái lớp cốt ha, lớp cốt bao gồm có cát nè và keo đó, cốt
để làm chi? Tác dụng của nó là nó tăng cái độ nhám, hạn chế cái sự trơn trượt cho cái sàn thùng này. Để khi mà chúng ta anh em á, mà nhiều khi là anh em mang dép lào, dép lào, dép xốp rồi đó, thì nó rất là dễ trơn trượt. Đôi khi là có anh em là mang giày nữa ha, mang giày nữa, thì cái sàn này là nó có cái độ nhám nè, có cái độ bám nữa, hạn chế trơn trượt. Cái thùng này được thiết kế cái quách có độ dày là 105 mm, đó. Bao gồm có quách nè, rồi trần thùng luôn ha, trần thùng và quách trước, 105 mm. Còn cái sàn, cái sàn thì cái độ dày của nó là 134 mm, đó, cái sàn. Còn cái cửa, cái cửa của nó là 85 mm, là độ dày. Đây, đó, sàn, thấy không? Mặt dưới, đó, mặt dưới có những cái gù, có những cái gù để bắt ốc, giữ cho cái thùng cứng cáp. Cái máy lạnh này hiệu là quá sung. Cái máy lạnh của mình ha, cái xe là trang bị là hiệu là máy lạnh quá sung, khả năng làm lạnh là -25 độ, -25 độ nha anh em, hiệu là quá sung luôn. Một số đơn vị đóng thùng sẽ đổ nguyên một cái tấm lớn ha, cái tấm nguyên một cái mảng lớn á, rồi cắt ra, cắt ra. Khi mà đổ nguyên một cái tấm mảng lớn như vậy rồi cắt ra thì đồng nghĩa với lại là giảm được cái chi phí sản xuất đó. Nhưng mà bù lại vào đó là những cái sợi liên kết này nó sẽ bị phá vỡ, thành ra thì cái chất lượng của nó là kém hơn. Thay vì là chúng ta đổ một cái khuôn như vậy, ép khuôn đó, nguyên một cái cửa như vậy luôn, cái miếng nè, miếng cửa trước cửa sau nè, cái miếng cửa hông cửa sau nè, đồng nghĩa với lại cái chi phí của nó sẽ cao hơn. Tức có nghĩa là tiền nào thì của nào thôi, đơn giản nó là vậy. Khi mà các bạn chọn mua xe ở chỗ của bên Niềm thì Niềm sẽ tư vấn cho các bạn thật là kỹ, từ cái xe cho tới là cái thùng, và thêm nữa là cái chi tiết đóng thùng. Giống như là cái chi tiết này, các bạn nghĩ là đơn giản nhưng mà thật sự là nó không đơn giản thế nào. Để lựa chọn mua một cái chiếc xe nó đã khó rồi, và để lựa chọn một cái đơn vị đóng một cái thùng có tư vấn nè, có chuyên viên tư vấn nè đó, và đóng cái thùng chất lượng thì nó là một vấn đề nữa. Cho nên các bạn muốn chọn một cái loại xe, muốn đóng một cái thùng vừa đẹp và một cái đơn vị quý tín nữa, thì hãy nhắc điện thoại lên gọi cho Niềm, số điện thoại quen thuộc là 0938 845 720. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái xe. Và một điều quan trọng tới cái giây phút hiện tại là chắc có nhiều quý vị đang thắc mắc là cái giá xe này là bao nhiêu. Thì Niềm cũng xin là bật mí nhỏ nhỏ luôn đó, cái xe này cái giá của nó trên 2 tỷ. Các bạn đừng có ồ lên sao mà giá đắt thế nha. Đó, tại vì sao? Tại vì một cái xe là mang thương hiệu Hino đẳng cấp như thế này, và thêm một cái thùng chất lượng như thế này nữa, đặc biệt là thương hiệu Lamborghini đóng cái thùng cho bên Niềm đạt cái tiêu chuẩn là châu Âu luôn, phải nói là tiêu chuẩn châu Âu luôn đó, thì cái giá xe thùng không thể nào mà rẻ hơn được. Các bạn có thấy hợp lý không? Quá hợp lý luôn đi chứ. Rất là hợp lý đó. Và đặc biệt anh em nào coi tới cái giây phút hiện tại thì hãy nhấc điện thoại gọi ngay cho Niềm trong ngày hôm nay luôn. Chốt đơn hàng là Niềm sẽ có một cái món quà hết sức là hấp dẫn, đặc biệt dành tặng cho anh em. Nhanh tay gọi điện thoại ngay cho Niềm, số điện thoại quen thuộc là 0938 845 720, đó, để sở hữu ngay một cái con xe thương hiệu, một cái thùng chất lượng để chạy hàng bảo ôn, hàng đông lạnh đó. Với tải trọng cho phép chở hàng là 13 tấn, tổng tải là 24 tấn. Hãy gọi ngay cho Niềm. Còn bây giờ thì
thì Niềm sẽ nhanh tay nhanh chân lái cái con Hino này về Kiên Giang chở hải sản. Mà trước khi chở hải sản là Niềm phải ra số một cái. Niềm phải ra số, phải đăng ký, đăng kiểm, xe là phải hoàn thành giấy tờ hợp lệ rồi hết thì mới chở hải sản được. Niềm sẽ chở hải sản từ ở dưới Kiên Giang chạy ngược lên Sài Gòn đó, để giao cho các cái nhà hàng nè, khách sạn nè, quán nhậu nè, quán hải sản rồi nè, dân dân và dân dân. Thôi bây giờ xin chào tạm biệt anh em, chúng ta lên đường.